chảo rèn thủ công chống dính, dụng cụ tiện lợi được mua nhiều nhất năm. Được rèn bằng tay bởi những người thợ lâu năm, siêu chống dính với công nghệ tôi dầu, siêu bền, có thể dùng thìa sắt để nấu ăn. Dùng được cho tất cả các loại bếp. Chống dính tuyệt đối và lớp chống dính bằng cách tôi chảo với nhiệt độ cao. Quy trình rèn chảo khắt khe, đạt độ chính xác cao. Lớp chống dính siêu bền, không bong chóc. Đáy chảo thiết kế phẳng, dùng được cho mọi loại bếp như bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại. Được tin dùng bởi những đầu bếp hàng đầu Việt Nam. 0961758686.